Hello, Annie xin kính chào cả nhà. Cả nhà có khỏe không? Nhân tiện gia đình Bờm có đi Cairns của vừa rồi thì hôm nay xin giới thiệu đến cả nhà video gia đình Bờm lặn biển ở Cairns nha. Thành phố Cairns là thuộc tiểu bang Queensland của nước Úc. Nơi đây có một khí hậu khá giống Việt Nam và ở đây có một rặng biển san hô rất là đẹp và nó cũng thuộc là một di sản của thế giới luôn đó cả. Rạn san hô Great Barrier là một rạn san hô khá là đẹp và nổi tiếng ở nơi đây, và gia đình mình cũng đã tham gia và chuyến du thuyền để đi tham quan rạn san hô này. Chuyến tham quan này sẽ từ sáng cho đến chiều và cho một người lớn là khoảng là 205 đô. Thì khi mà mình tới đây rồi đó, mình sẽ tập trung từ cái thuyền, họ sẽ chở mình ra tới một cái chỗ mà bãi đậu để mình ngồi mình lặn xem san hô. Thì trong cái chuyến tham quan này mình sẽ có luôn cả ăn trưa buffet ở đây, và khi mà mình đi ra tới ngoài để lặn ngắm san hô thì mình sẽ có thêm những tham gia tour, những cái tham gia khác, ví dụ như là mình đi cái tàu ngầm để được ngắm ở dưới, hoặc là nếu như mà có thêm một cái tàu mà mình ngắm từ trên để ngắm xuống. Và có một điều nữa, ở đây có luôn cả đi bộ ở dưới biển với bằng một cái chùm đầu, thì nếu mà bạn muốn tham gia cái đó bạn sẽ phải trả thêm tiền, hoặc là có nhiều trò khác nữa, rất là nhiều. Đối với những người mà biết lặn á thì rất là dễ, mà những người nào mà không biết lặn á, mà nếu mà bạn biết sử dụng cái chân đạp vịt á với lại cái đồ mà để lặn này thì cũng rất là dễ. Nhưng em gái mình á thì nó không biết bơi, nhưng mà nó rất là, khi mà nó sử dụng mấy cái này thì rất là dễ cho nó. Nó mới biết thôi mà cũng đã làm được. Tại vì chị rất là thích đi ra ngắm san hô nên chị quyết tâm chị làm. Còn mình đó thì mình có cái sợ độ cao, với lại ngay cả mình cũng không có biết bơi. Khi mà mình dùng cái bàn đạp đó nó lại không có quen, cho nên mình rất là sợ, nên mình không có xuống dưới, mình chỉ ngồi ở trên để mình ngắm thôi. Nhưng mà cũng rất là may mắn là nhỏ em mình thì nó lại rất là thích, và nó đã đi ra tới đằng ngoài đò biển, ngay cái chỗ mà có rất là nhiều san hô và cá để nó coi, và nó đã dẫn Bờm đi ra đó. Bờm cũng rất là thích luôn khi mà được ngắm những chú cá đủ màu và những cái san hô rất là đẹp, cho nên Bờm rất là thích cho cái trò chơi này. Khi mà mình ra được tới mấy cái rặng san hô này nè cả nhà thì rất là cạn nha, chứ nó không có sâu. Em mình nói cạn lắm luôn á. Rồi, nhưng mà anh bỏ vô tay rồi. Trong lúc mà mình lặn ở dưới đây á thì vẫn có những cái tour mà họ thuê riêng, có những người thợ lặn đi theo họ, họ lặn xuống tới tận dưới đáy luôn, họ dùng bình dưỡng khí á, hoặc là có những người thợ lặn mang theo cái máy chụp hình để chụp cho mình luôn. Cho nên nói chung là rất là an toàn, có rất là nhiều nhân viên ở xung quanh đây hết. Và ngay cả ở phía trên tàu á, nhân viên họ ngồi ở xung quanh tàu để ngắm chừng mình, cho nên nói chung là rất là an toàn nha cả nhà. Đang chơi mà. Chơi đi, rồi tới giờ ăn chơi chưa được thôi à? Được, được, em biết đi rồi. Nãy mà, tao mở miệng đừng ngon là, nếu mà mở miệng được là đi được. Chứ nó ngọt là không được. You just have to grab this. Grab something here. Grab gì? Grab this. Anh đi xuống kìa. Anh đi xuống với em không Bì? I'll try. Con đi xuống cái gì em nghe chỗ này mới có cá nè con. Con đừng có thở bằng mũi nha. Thở bằng miệng á, nếu mà thở bằng miệng được là đi được. Đây là san hô mà em mình nó đã quay cận cảnh luôn nè cả nhà, thấy đẹp không? Mấy cái nếu mà về màu sắc thì mình sẽ không có thấy rõ lắm, nhưng mà rất là đẹp nếu mà bạn được chứng kiến thật sự nó. Mình cũng đi cái tàu để nhìn xuống á, đẹp lắm, mà mình cũng có quay phim. Nhưng tiếc thật là những cái thước phim mà mình được quay đó ở trên tàu đó thì lại bị mất rồi. Cho nên chỉ còn những thước phim mà em mình nó lặn xuống dưới đây thôi à. Nhưng mà vẫn đẹp đúng không cả nhà? Em cũng thấy. Anh ráng xuống chụp tấm hình coi. Vô. Cái mập thôi mà lại như nãy vậy. Cái hướng chụp tấm hình kìa. Đừng Ừ đúng rồi. Nó đưa em cầm, em đưa cái bảng để chụp nữa. Nó rủ anh ra đó chứ. Anh đừng có sợ, anh ra nó tự động nó chui, em đâu có biết bơi đâu. Nhưng mà nó làm mình khó chịu á chứ, cái mũi mình phải ngóc cái đầu lên. Em bị gian anh vậy đó, nhưng mà anh nhử nửa thôi. Đưa cái mặt. Đừng có đưa mặt xuống quá. Đưa nghiêng thôi, Em mình có đi lên, mình có đi vô cái lòng. Em thấy cá mập em đang đi theo bên cứ kêu quay lại. Nó có quỷ nó bự như vậy, nghĩ sao đem theo nó. Anh biết cách chụp không? Anh bỏ cái độ chụp đi, chị Bi đưa đầu xuống em chụp cho. Nhưng mà chỗ này có gì đâu bên kia. Cái chụp thôi. Cuối cùng bằng sự thuyết phục của nhỏ em gái mình thì ông xã mình cũng đã bơi ra được tới đây và đã được ngắm tận san hô tận mắt luôn. Ông cũng thích lắm. Còn mình thì mình cũng ráng bơi nhưng mà tới nửa đường á, mình ngợp thở quá, mình chịu không nổi nên mình lại bơi vô. Và chỉ có ông xã mình thì bơi được ra tới đây thôi. Đó cả nhà, khi mà mình bơi ra được tới đây thì nhà nó gần lắm, san hô nó gần dễ sợ luôn á cả nhà. Nhưng mà mình lại không thể nào mà mình dám bơi ra đây, chỉ có một đoạn thôi đó. Nhưng mà khi mà ở trong á thì nó sâu lắm, mình bơi tới nửa đường mình chịu không nổi luôn. Chỉ có ông xã mình với lại em gái mình và con mình á thì mới bơi ra đây thôi à. Và đây là hình ảnh mà mình đã bơi ra được tới nửa đường mà mình bị ngợp. May là thằng con mình nó đẩy mình vô đó nha cả nhà. Thấy quê dễ sợ luôn á. Anh đưa cho em đi quay lại. Anh đi quay đi. Không thấy được. Thật ra trong chuyến đi lặn này thì người vui nhất và thích nhất là con trai của mình. Bờm rất là thích lặn và rất là thích ngắm san hô với cá. Bờm nói hy vọng là lần sau Bờm được đi nữa. Và mình cũng hy vọng là lần sau khi mà mình tới đây á, mình có can đảm mà mình bơi ra ngoài tận mắt thấy được những rặng san hô đẹp như thế này nha. Hẹn cả nhà vào lần sau vậy. Tới đây thì video lặn biển ở Cairns của gia đình mình cũng đã hết rồi. Hẹn cả nhà vào video kế tiếp nha. Chúc cả nhà vui vẻ. Bye bye.